Chào chị Trân ạ. Shop xin chào quý khách. Quý khách của em làm thế không ạ? I see can I dance? Ngoan ngoan chú. Ok các bạn, tôi thật không ngờ, tôi hẹn 3 giờ đi quay mà 2 giờ hai anh cameraman đã tới trải nghiệm dịch vụ trước rồi. Ngày hôm nay tôi sẽ quay cà phê hầu gái. Ủa? Trời ơi sao tôi ngại quá, tự nhiên bình thường ở bên Nhật đi cái này á tôi thấy cũng bình thường thôi, nhưng mà ở đây giống như là sợ người ta biết mình như nào á thì cũng hơi ngại thôi. Vô đi ha. Ủa bình thường là có được chào như vậy không? Dạ có. Ủa mình best seller là cái gì ạ? Ủa sao có kem đánh răng, là mấy bạn sẽ đánh răng cho mình không? Ủa dạ? chứ là cái gì ạ? À là nước kem đánh răng. À mình nghĩ là nên thêm dịch vụ kem đánh răng đi, mình sẽ được đánh răng giùm. Đúng rồi. À, cho mình một uống nha ông. Hai người đừng lấy tôi, hai người vô đây uống rồi nha. Trò chuyện chơi game. À đây là có dịch vụ nữa nha mọi người. Ca hát nhảy múa là mình sẽ được xem các bạn ca hát nhảy múa hả? Đúng rồi. Nếu mà chị thích thì có thể nhảy chụp luôn. À, pha nước nấu ăn là cái gì ạ? Là chị bút xì bịch đó và chị vô lại rồi nước và đồ ăn chị làm. Chị không biết đó là à vậy bây giờ cho chị múc sơ vịt này được không? Pha nước nấu ăn. Oh yeah. Thôi, từ lần đây đây á, chị có muốn trải nghiệm là may phục vụ quán không? Ai? Dạ, cũng được ạ. Dạ có ạ. Dạ, qua là rồi. Được mặc đồ như này hả? Dạ đúng rồi. Wow, vậy là bạn nữ nào qua cũng được à? Hay nam nữ gì đều được ạ? Dạ, nam nữ đều được. Nếu mà nam biết vừa thì cũng được luôn. Có phải nãy 2 giờ tới làm chuyện này không? À, nhưng mà mình tưởng bạn là nhân viên. Dạ không, em cũng là khách. Ôi. Bây giờ em sẽ làm cái chữ nha. À hả, à hả. I see good night. I see good night. Chú. Chú. À giờ làm phép hả? Em làm lại được không? Ok. I see good night. Chú. I see good night. Ngoài ngoài chú. Rút vô. À ta làm phép rồi nè. Đúng rồi, ăn rồi ăn rất là nhí. Làm lại cho chị coi coi. Thôi em làm. Bây giờ nhé. I see cái này mà ngọt chứ. Nút vô, em lít, nút vô. Chớ động. Ôi cô tồi. Không, mày bảo không có Nhật Bản hết vậy. Nhưng mà cái này ngon nè. Hay là bán làm phép cũng ngon ta. Đúng rồi đó. Ngon hay dở? Của mày là ta làm phép á. Mày là mì với lại tấp mỡ. Này đó, ở nhà chị đang lén nói với mẹ chị ra hả? Hôm nay ăn giảm cân nhưng không ăn gì hết. Để lén lúc đi ra đây ăn đó mọi người. Ui, thật ngon. Wow. Chị thích con gì? Chị thích con cừu cừu. Con cừu không? Em biết gì em cừu không vậy? Có con gẹo em tự tin không? Con gà. Con nào cũng tự tin. Thôi con mèo, con mèo đi cho dễ ha. Trời ơi, tê quá. Đúng. Nghe mọi người. Chị muốn làm phép luôn. Làm phép đi em. Chị muốn em làm phép. Anh xin cảm ơn em đấy. Một chữ. Ngại quá. Anh xin cảm ơn em đấy. Một chữ. Ghê quá. Giọng lên tới trong. Chết rồi, xinh quá. Rồi, dưới đuôi trái tim á. Chị sẽ không có gì. Sẽ bị lũng. À, có thể dịch vụ đó được không ạ? À? Dịch vụ đúc, đúc trang, dịch vụ đúc trang ạ. À. Nói A đi nè. Hơi ngạc lắm em. Hơi ngạc lắm. Yes yes. Mẹ lại chờ mẹ tao đừng coi video clip. Bé ơi. Trời ơi cái mông què gì. Cái này không đúc hả? À dạ đúc. Đúng là trải nghiệm làm vua. Nói cũng nghe chứ. Nếu như tôi bị liệt. Thôi các em dùm để tiếp một nhảy đi. Hình như anh cameraman tập trung nha. Thấy ánh mắt đi quay cái tay rung rung đi á. Wow. Đúng là vậy, trải nghiệm dịch vụ có khác các bạn. Xong rồi còn cái gì nữa ta? Hát. Ủa. À vậy hả? Mình sẽ đổi lường. Đổi lường luôn hả? Wow. Nasukashi omoi de kujibu, mure wa sakuyo ni wasure.
Sakura đúng không em? Dạ, nó là bài Yumeto ha Sakura. À, có chữ Sakura đúng. Không, bài này biết, bài này nhạc phim mà ta. Sao mình biết được bài này vậy? Nghe thật là quen thuộc. Em luyện bài này lâu chưa? Em luyện được mới vừa lấy đầu. Ủa vậy chứ bình thường em sẽ hát cho khách bài gì? Em hát, ví dụ tùy khách đó, khách có thích em hát tiếng Việt cũng có. À, thì em hát lại bài đó. Chị muốn hát em hát bài tiếng Việt. Chị bảo em rap được đúng không? Chị trả thêm order một bài nữa. Chị sẽ muốn em rap bài Chị giấu chị mang đi. Bài đó tôi có đóng MV luôn. Đúng rồi. Xuất sắc. Vô đi em. Chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu anh đi. Thôi thì chẳng có gì. Giờ là em yêu như ta em đã. Cứ coi như mày chẳng nhìn lời nói gió bay. Gọi cho anh Hoàng anh hát bài đó tiếp theo nè. Ok, cảm ơn em nha. Thank you em. Thôi được rồi, mình đã sẵn sàng để đi phục vụ các bạn khác. À, đây là Mết Ngoan hả? Đúng rồi. Nếu mà cái này coi như là thể lệ của bên này á, là nếu mà viên 100 á sẽ được 1 vote cho bông, 1 vote bông cho Mết. Ủa, đây là em phải không? Đúng rồi, em tên là Ri á. À, quý khách vô ăn luôn đi à? Tụi em éo quá, vô ăn luôn đi. Chị có thể ra gọi những cái khách đó vào ăn cũng được. Dạ. Để chị hỏi. À, để chị bẫy khách bên đường. Lỡ như người ta gửi xe bên mình mà đi quán khác thì sao em? Thì mình lấy cái dù này mình đâm luôn. Đâm luôn. Dạ được, không sao cả. À dạ quý khách. Quý khách ghé shop luôn mà. Vâng ạ, để em chỉ dù cho. Trời ơi, không có gì thôi hết. Quý khách vô đi ạ. Dạ không phải. Em đi nghiêm mới. Quý khách cởi áo được không? Thôi khùng quá, quý khách để em cầm cho. Dạ đi đi ạ. Em shop xin chào quý khách. Ôi rồi, tại quay giùm em nha. Bạn muốn ngồi trên hay ngồi dưới ạ? Ngồi trên ạ. Dạ. Bên bọn em có phòng riêng tư và phòng chung chung. Không, riêng tư là tại vì hơi ế. Chứ không gì. Sao ở dưới này cũng được ạ? À? Không, trên đó cũng có phòng đông đông. Anh muốn ngồi phòng Nhật hay phòng châu Âu? Nhật hơi lạnh đó, anh qua phòng Âu nha. Nhật đang có mấy lạnh đó. Đúng rồi, mắc mưa quá. Cho em miếng giấy được không? Anh thở không nổi. Chu đáo quá. Dạ, chu đáo chứ. Ủa, anh ơi, cho em lấy nước. Dạ, đúng rồi. Dạ, cho em hỏi với mình ai gọi soda lào với cà phê sữa ạ? Ai à? Ai là ai à? Ý là, không, ý là cái này chỗ nào? À, soda đào cho quý khách. Dạ, cà phê sữa. Có gọi gì thêm không ạ? Mã số 05 nhiệt liệt tận tình phục vụ nha, quý anh chị. Em không làm phép. À, quý khách có muốn em làm phép không ạ? Ôi xì cái này đấy, ngoa ngoa chú. Quý khách kia em làm không? Để em làm cho. Ôi xì cái này đấy, ngoa ngoa chú. Em ghê á. Quý khách yêu ơi, ai gọi phần này đấy ạ? Có muốn làm phép không ạ? Để em. Ôi xì cái này đấy, ngoa ngoa chú. Ê, sốc có xảy ra giờ dụng việc đánh ghen bao giờ chưa ạ? Really nigga. Đang làm phép mà bà cả tới là hơi mệt nha. Ê, tính là quán đông quá ha. Quán mình ý là tại vì không biết là ở trên hay là ở dưới á. Không biết khách của shop mua hàng ở trên hay ở dưới. À, là khách mua hàng hay order nước. À thì đa số là khách mua hàng là gì? Ôi trời ơi. Trời ơi, nghe nó đớn đau quá. Bây giờ xong ngày hôm nay đông đúc để cho các em bé May phục vụ nó có nhiều việc làm hơn. Có order đồ ăn ạ? Dạ vâng, em dạ, order đồ ăn. Khách hả? Order bên này giùm em. Bên bọn em có nhiều dịch vụ vắt sữa. Alo, canh vắt. Lộn, nhiều món quá. Bên bọn em có cam giác nè, có đồ ăn, quên đồ ăn đúng không ạ? Dạ đúng rồi, đồ ăn. Bọn em có mì Indo, 10.000 thôi. Ủa 10.000 đâu? À, cái đó là thơm vậy, cái đó là mì thơm. Khách lành cái gì? Khách ra gà cuộn đóng biển không ạ? Khách muốn ăn no hay ăn chơi? Dạ, ăn chơi ạ. Ăn chơi thôi, mình gọi bên này đi ạ. À, là đang combo viên chiên nước mắm nãy em ăn ok lắm. Lấy em phần da gà đi chị. Da gà lắc phô mai ạ? Hay da gà chiên giòn? À, da gà chiên tròn chị đẹp nha em. Trời, mình có gọi gì thêm ạ? Sao vậy? Thì khách cần đưa tiền chặt. Đúng rồi chị. Không có thiếu tiền lẻ liên tục quá. Ê, nhưng mà biết sao không? Sao ạ? Dạ dạ không ạ. Em thiếu 5.000 được không? Dạ được. Dạ tí nữa em ra đánh Monopoly em trả lại 5.000. Em cảm ơn shop ạ. Quý khách ơi, em có 5.000 rồi.
Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Ai à? Ủa phải giới thiệu hả? Đây là một nữ streamer thôi. Ôi hay quá rồi. Tại vì đây là tôi. Ayo. Chuẩn. What's your name? Misty. Misty. M-I-S-T-H-Y. Misty. Yeah, yeah, Misty. Đây là lần đầu tiên hai anh đến Việt Nam à? Tôi là Hồ Chí Minh là lần đầu tiên. Hà Nội một cái đến. À. Vậy thì hỏi anh thử là anh có thấy ở Hà Nội với Hồ Chí Minh có gì khác nhau không? Hồ Chí Minh nó là mới có nhiều kiến trúc hơn. À, tất nhiên. À. Hà Nội nó là một cái gì đó còn lại, nhiều còn lại. Ủa vậy anh đã đi ăn Hồ Chí Minh food? Hồ Chí Minh nó là món ăn. À, ngon, 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 ngon. Hồ Chí Minh rất ngon. Có món gì đặc biệt hai anh thích không ạ? À, bún cò ngon, ngon nhất. Món đó ngon, ngon nhất. Ấy là dạ đúng rồi, anh ăn bún bò chưa ạ? Thôi chị nói bún bò là gì? Bún bò, bún bò là gì? 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 Bún bò bún bò bún mắm để trải nghiệm thêm ẩm thực Việt Nam. Chúng ta cũng có gọi gì? Ở ngay chợ Bến Thành luôn. Bến Thành Market rồi nè. Ôi xì ôm xe gần. Đúng lắm, về. Ôi xì ôi xì. Anh thử là anh có thấy khí hậu đây bị nóng không? Hỏi về thời tiết cảm thấy như thế nào? Sư dở nắng này rồi nè mà nè. À, đang mùa mưa, đang mùa mưa. Thắp này là mà sẽ là hưu nhau này dạ chút tiền này. Cái này có chính là tôi đang ngồi bike nó tiền một. Bên người bên mình thì anh nói với ảnh là cái chuyện đó thường xuyên xảy ra ở đây lắm nên người ta quen rồi. Có thể nói với hai anh là cuối tháng sau em đi Nhật nên là hai ảnh có suggest em có nên đi đâu chơi không? Nhật Bản đâu có đi không? Kyoto. 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 Sao đâu? Tôi này. Hàn Quốc. Đi du lịch tham quan hay là công việc? À dạ, mới đầu là sẽ đi Tokyo xong sau đó sẽ đi qua Kyoto. Nên là cũng là đi công việc xong đi chơi luôn. Nhật Bản để ăn được gì là kyu niku, yakiniku ăn được gì. Ăn à muốn đề xuất thịt nướng ở bên Nhật. Thịt nướng trên tất trên gì ạ? Trên lưới kiểu vậy. Nó gọi là yakiniku. À. Nó thịt nó kyu niku là wagyu って言うんだけど。その和牛が結構その外国の方は美味しいっていうふうに聞くんで、まあ、それと寿司とかまあ生魚もそうなんですけど和牛を食べてほしい。和牛を勉強。あ、まあ、ビーフ、ビーフ和牛。ガソン、寿司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 、Sign, sign, sign, vậy thôi. Chút tờ, chút tờ. Sign, sign, sign. For me. Hên xin. Thầm em lại yêu. DK. Đó. Thế. Xuân. Mình nha, ít xuân đi Go Access ra. Go Access. Ha. Sai, kudasai. OK. À. OK. Đấy. Arigato. Bây giờ là. Ichiban. Ichiban. Bây giờ. Sao? Ôm em cái tiếng Nhật bây giờ không anh à? À đây. Hugger anh ôm á. Hugger kudasai. Hugger. Yeah yeah yeah. Cậu hô. Anh ơi, cậu hô thành công rồi anh ơi. Thành công. Cậu một người ai, ai gào đi. Tên tên tên. Mà sao anh ký nửa dưới vậy ta? Hay là anh muốn gẹp gộp hai cái này lại? Đó.